Rồi xong phê quá à, giấy vệ sinh đâu để chùi cái đã. Đây có nút dội bồn cầu không? Không dội được à? Chết rồi, không dội được rồi, không dội được sao cất nó trôi đây. Thôi rửa tay cái đã. Thì bây giờ thì nhà hiện tại là mới mua, rất là vắng vẻ, rất là nhiều người đang rình đập nhà mình. Chắc là mình phải cần nên mua một con chó trên mạng để xem, nên web nuôi chim để mua chó nào. Rồi đây à, mình có thể gọi online nè. Alo, 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 có phải là người bên ở tao xanh là mày nữa, bữa mày bán cái kia, giờ mày bán chó luôn à? Hôm trước tao đi lợn đấy, là tao tí bị đuổi việc. Đấy, hôm nay tao đã có đi xe mới rồi, mày thích gọi gì tao chở hàng một phát okay. Đến luôn. Ta 30 phút đó. Tao cần một con chó husky gì đó, nghe nói rất là ngầu, thì tao muốn mua đó về giữ okay. Nhà. Mày rồi hôm nay. Hôm trước là tao có lỗi mày, hôm nay tao sẽ không xin tiền, hiểu chưa? Ok, đấy. Ngon, cho miễn phí luôn, ngon chim. Đây, giờ đến đây, đến cảnh sát hành tốt. Tao đang chờ okay. Thế nào rồi? Ui, sao nó nhanh vậy? Mới đặt hàng đến liền luôn, công ty là ăn tốt phải. Đâu? Ui, lên xe, đấy, tao đóng cửa xe nhé. Xe đi lùi vậy, của ma hả? Cái gì vậy? Ok. Ok, xe chó của tao đâu? À, con chó đây, con chó của ông đây. Đây, con chó của ông đã đặt hàng. Và đây là viên xương ấy. Xương đấy làm gì vậy ông? Sẽ cho nó ăn thì nó thuần trùng. Ơi chạy rồi. No. Ok, cho ăn phải không? Ăn nè, 2 3. Ok, nó còn nè. Tốt lắm. Đây là xích chó, đây là xích chó thì nào muốn đi dạo đấy. Okay. Ôi tự nhiên cảm thấy người mình tự nhiên sao lại miễn phí với thằng này nhỉ? Cái thôi, tôi cho tiền nè, sao đây đâu? Này cho một đống tiền này đó. Đây, à, đây là công sức vì đã chở hàng rất là nhanh đây, tao có chó 64 rồi. 64.000, con chó này phải 64 triệu. 64.000 là đâu? Gì? Thôi, việc của tôi đến đây là xong rồi nhá. Ừ. 64.000 à? Sao mà ít thế? Đâu có nhiều đó thôi, tại mới chỉ nhà xem đi, nhà mới chỉ nhà hôm bữa nè. Đây thì nhà tôi đây nè. Thì hôm bữa anh đến còn trống rỗng thì tôi giờ cũng mua một số thứ rất là nhiều ở đây. Đó. Cái tủ lạnh của tao đâu? Tủ lạnh. Ờ thằng mất dạy, tủ lạnh điện máy xanh của tao đâu? Ờ hình như nó bị hỏng, tôi đem đi sửa rồi. Nhưng mà tôi có mua thêm cái máy laptop này hay không? Đó, hàng xịn. Mới đặt màn hàng mạng luôn. À uống cốc xài nhá. Xem JV rất là rõ nét, HD này nọ. JV à? Ấy đi tự nhiên uống trà mày tao mắc yểu quá. Ê từ tao chưa dùng bằng cầu đâu. Đi lo. Mày ở bẩn quá. Tôi phải tao giấy. Ok, thôi tao có việc đây. Tao đi về nhá. Đi ra khỏi đây. Đi không chào khách à? Đâu tao tự về. Ui ui ui. Ôi ơi ơi. À, chỗ nào đây? Ui, sao lại ngồi xe đây? Khoan. Cái gì vậy? Cái xe kìa. Đây là xe của ông mà. Cái xe kìa. Trời ơi, nhưng mà xe nó bất lại nhà mình rồi, sao vô được đây? Hồi nãy như hồi nãy ai tông mình rồi phải không? Nãy rồi đúng, ai tông mình đó. Rồi. Ơ nhưng mà con chó mình đâu rồi? Ở đâu rồi? Chó đâu vừa rồi? Vừa mua chó xong bị hớt tay trên luôn. Tao chưa kịp đặt tên cho chó đó mà. Chó hình đâu rồi? Kia, hình như thằng kia lấy chó của anh em mình rồi. Lại, à, tôi có tiền, tôi có tiền này. Để tôi đi nói chuyện nó nhé. Tiền. Ok. Tôi đi nói chuyện nào. Ông trốn trong xe đi, ông trốn trong xe đi. Không nó đánh ông thì sao? Hoặc là anh Dũng nó đi. Ui sao tao việc tao khổ này, tao vừa đi chở chó nè. Ok. Nó chuyện đi. Ôi nó cầm cái khiên này. Ôi cái gì đấy? À ông ở xóm tôi có 64 triệu này, ông có muốn trả lại tôi con chó cho bạn kia không? Trả lại không? Còn lâu nha. Ô. Ôi, thôi, chạy. Thằng này. Bây giờ đấy, không. Tại biết tại sao nó lại giữ con chó của mình? Có khi nào nó làm thịt nó ăn không? Tôi sợ lắm. Thằng này ở nhà Tân rồi. Ê, em vào nhà đi. Ấn chuông để đánh lạc hướng nó, ấn chuông đánh lạc hướng nó. Anh em chạy mất. Chạy. Để chỗ ở đây nè, chỗ này nè. Ok. Đi chưa? Ông vào nhà nó đi, ông vào nhà nó đi. Ok, chơi, ok. Rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi hai hướng khác nhau. Trong cái tủ nha. Rồi. Ủa, cái thùng linh kiện cũ hôm nay nó lại có máy khoan này. Ơ, đang đâu vậy? Đấy, Jackie ơi, ra cửa kính phòng ngủ ấy, để tôi khoan cho. Ok. Rồi. Thấy tôi không? Không. Đóng cửa vào chứ, đây này. Hay rồi. Để tôi khoan này, Ôi, bỏ kính nó hay vậy. Ra được. Ờ, vô đi. Đi vô. Ồ. Bỏ đi vào. Hey, bà ơi, hay. Ôi, nó rớt qua kìa. Tôi. Nó rớt qua. Chôn. Chôn dưới cầm giường nè, hay. Ở đây nè. Ok. Ok. Quay ông thấy rồi. Hết chưa? Đi ra đi. Ok, nó rén ra ngoài đi. Cứ đi ra ngoài đây đi, vì ở đây đằng nào tí nữa không có ai trong đây đâu. Ê, sao lại lỗ này? U, nhớ cái quan tài hôm trước không? Ở đúng rồi. Mở. Lần trước là bây giờ nó mở này. Ôi, không có cái. Từ, tôi thấy cái đầu lâu lâu nha. Một cái đầu lâu. Một cái, không phải một cái xương người, phải đầu lâu đâu, một cái xương người luôn. Đây ta cho xương cho nó ăn luôn nè. Đây.
rồi đi Ê, đâu? cái cửa này thì không mở được, nó khóa rồi. Nó khóa rồi, bây giờ phải có cái gì để Chắc phải cậy kiếm ra. cái đồ móc khóa gì đồ khuấy ra. À đúng rồi, ở trong cái tủ lạnh của ông ấy hình như có hay sao ấy, ngày trước là Giờ là mình sao có giờ? chơi Ai game đấy giờ cửa hồi nãy đi, cửa này đi đâu, không? đâu đi đâu vậy? Cửa sau Cái nè, gì? đi cửa sau nè, Ồ, đúng luôn qua chỗ rồi. này. Hay quên. Đây chỗ này bị khóa rồi, phải cần cái gì đập ra nè. Rồi vô đây, Cái vô gì đây. đập ra? Ở đâu rồi? Đây. Không có đây. Từ từ, mọi người đi. Nóng. Từ từ. Ok. Nóng Từ cơ mà chứ. từ. Ông ở phòng khách Cái không? gì Từ cái gì? từ. Ông có ngủ không? Đấy gọi ông có ngủ không nha? Tao thấy ông Ngủ. đang ngủ À nha. bây giờ phải tẩm thuốc nữa, phải tẩm thuốc nữa, quên mất. Nhưng phải đi từ từ, có ngủ không? Ok ngủ rồi. Từ từ bình tĩnh thôi. Đây. Có cái giáo bị khóa không? Chắc không giáo bị khóa đâu. Có. À, đúng rồi, Cái phải phải. gì cái gì cái gì? Đó đấy, Cái ngủ con. nè, đây, đây đây có không? Thuốc Đây, thuốc ngủ, ngủ đây. con thuốc ngủ không? Hay Có không? có. Rồi, bây giờ mình tại bỏ vô Cho thôi nha. thôi. Rồi, cho thuốc chưa, cho thuốc chưa? Ok, chơi hết rồi. À, đi lục tủ ấy, trong đây không có gì này. Thằng này thì dạo này nó không ăn gì ngoài ăn mì, thằng này Nó sinh viên quá. có rất là nhiều đồ ăn trong đây nè, lấy không được. Ở Ê ngoài có nấu. cuốc này. Ê Đâu? có cuốc này. Ok Yes. ngon, bây giờ mình sẽ quanh lên xong mình sẽ đập. Rồi, từ 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 từ. Không có đâu nha. Đi từ thôi, đi từ thôi, ông đang ngủ. Bữa đang ngán cầu khổ ở đây. Có cái cốc này, có cái cốc này. À. Đâu? Đâu? Ui, Thôi thôi thôi. thằng này hôm nay nó cầm cái xiên gì ấy. Sợ vãi. Đúng rồi, bây giờ anh em mình đi cuốc cái kia đi. Đi cuốc cái kia đi. Rồi, đi đi đi. Ui. Ôi trời ơi, đi từ từ. Mình trước nói rồi, giờ không cẩn thận gì hết. Đâu? Bây giờ Ừ. là sẽ đào lên. Chỗ này khoan rồi này. Rồi, đi 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 đi. Đập. À cái cửa này anh em mình chưa thấy đúng không? Zaki vào xem nhá. Tưởng đâu Để khởi nghiệp. lấy gì khóa rồi chứ, đập ra. Rồi, Ok. nó có gì? Cửa. Không có gì hết. Không có gì hết. Không có gì hết. Ở cái Không có gì tủ. hết. Không có gì hết thiệt. Mà tao thấy cái Nó dám khác. lừa mình. Để tao bỏ này vô lại. Bây Rồi, trời tối giờ rồi. đi. À bây giờ phải làm gì đây? Hay là khoan nốt cái này nhá. Bỏ này ra đi. Bây giờ đó mà sẽ đột nhập từ trên cao xuống. Hy vọng là ổng sẽ không thấy tiếng động ở trên cao. Đập ra đi. Là khoan khoan xuống ấy. Khoan lâu thế. Không không được dùng Ông mày cái chắc là này phải làm kiên khoan. cố lần trước rồi, lần trước nó mỏng lắm. Ông có rút kinh Ừ. nghiệm rồi. Rồi ok lên đi lên đi Thôi lên. thôi. Lên. Lên chưa đi, lên chưa đi. Bây giờ đi đường nào có một cái lỗ ở đây là rồi, đi cửa sổ. Rồi. Ừ. Ở đây hay tôi nhớ là còn cái lỗ này nào. Ok vẫn còn nào. Ok nhảy xuống nào. Yeah. Ủa cái kia kẹo đâu rồi? Thằng này bây giờ lại thay đổi chiến thuật rồi, tìm xem chỗ Lại này thay có đổi gì sang nhà không. vị trí rồi. Ok đi qua đây nào. Ôi, cái gì đây? Rồi đái ra nhà Ông luôn. cho mình bơi rồi. Từ từ từ. Ôi chừng ông được cái mọc á. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Ông được cái mọc á. Có chừng nha. Nó cắn mình Ui, á. phải 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 đập cái này. Ê, Rồi, ra khoan vào mặt đổ ra, rồi. đổ ra, đổ ra. Cái này khó đập lắm. Nghe Chết tiếng ghê quá rồi. à. Ra đi xem cái thùng này này. Sao? Đây cái thùng này. Ôi trời. 1980, 20. Rồi rồi, thôi rồi. Chúng ta phải À nhỉ. lấy chứng cứ này, chúng ta phải đem đi nộp cảnh sát. Ok, ta đang Ồ, cầm. cái này nhớ là ở trong cái quan tài nó có Đây, cái ta ghi. ta nên đội cái đầu vô đây là đội. Trời ơi, quái thai rồi. Quái thai Ra rồi. kia để tởm quá. Nhưng mà nhìn nhìn có vẻ là Bây ra giờ kẻ đúng ta sẽ đọc đổi cái đầu không? gì lên cho ông hàng xóm ổng nhìn lại cái người đã bị giết để ổng sợ chơi. Ổng Thôi bỏ sẽ xuống đi. sợ. Ok. Tao nhìn là tao buồn nôn đấy. Ở đây có gì không? Ở đây không có gì hết rồi. Ở Bây giờ đây mình sẽ mình đi xuống đóng dưới cái cửa ổng đi. Từ từ. Ở đây nè. Cái cửa nãy không? mình lên trước chưa đi. Ok, ngồi hộ hay hiện đại quá. Đây, khi khạc đây. Ừ. Từ 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 quay 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 từ từ. Ông có ngủ không? Ông đâu Ok. rồi? Hello. Không có ở đây. Yeah, mở nào. Rồi. Ok. Bị hư rồi. Không mở được Cửa bị hư rồi, không biết sao nó bấm vô được nè. Đi hoài không được nè. Sao kỳ vậy? xì Rồi, ra rồi. Ui thử ui coi, ui. thử coi được không? Là sau kìa, sau kìa. Thôi 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 thôi, chết rồi chết rồi. Ta đã Cái gì phải vậy? đỡ Cái gì cạc vậy? Ơi, xin mời đi Ta cả. ta ta đã ta đã đỡ 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 con gì? What? Ông cầm cái bài giá, ông đập mình luôn. Thay đổi càng rồi. Chết Bây giờ phải làm rồi. sao bây giờ? Hay là mình phải dùng cái mấy cái móc gì đó, mình phải đục đục tường nhà ổng hay là đập cửa nhà ổng đi. Không biết nữa. Từ từ. Hay là để Từ bà từ, đập thấy cửa thấy tên thử. ổng ở đây, thấy tên ổng ở đây từ từ. Nhìn đâu cửa sổ đi, ngoài cửa sổ đi. Ổng đang vô nhà bếp. Hay là Nhưng ổng muốn sửa phải không? Từ, ổng đang muốn sửa à. Ê, tôi nghe tiếng ổng nó chạy nè, ổng đang muốn sửa. Chắc là ổng sao ổng ngủ rồi. Phải không? anh em cậy cửa trước ạ. Từ từ. Khoan cửa đây. Ô đi. Ok. Ok vô Trốn đây. trốn trốn trốn. Vô đấy lẹ, vô không được. Trốn vào trong tủ, trốn vào trong tủ. Không được, vô không À. được. Đấy, đập này đi. Khoan khoan tiếp, khoan tiếp. Ôi, ôi khoan cái hàng rào, hàng rèm nữa. Ok Ở đi, trốn rồi. trốn vào tủ, trốn vào tủ. Vô vô Ông vô ấy lẹ. Cái gì vào. đấy? Vô. The fuck? Ok. Đi.
Cửa này Thôi bây giờ hơi cửa bị lộ liễu nhưng mà chắc ông không thấy đâu. không? Ok bây giờ ông ra ngủ bây giờ này. Ông Ừ. ra ngủ này. Ui, ui. Đi đâu đấy? Ông đi đâu vậy? Ông không có ngủ hả? Ok, mở cửa ra đi. Ông đâu có ngủ đâu. Chắc là ông đi Giờ đi vào, đâu? ông kia ông thẩm dục rồi. Không cậy được nhỉ? Cậy Có đâu cậy được được không? không? Không cậy được hả? Cậy được à? Cửa này cứng quá phải không? Nó làm bằng cái gì, nguyên liệu gì đó. Chỉ dùng key card không? Giờ ông đổi key card rồi, giờ kiếm ở đâu? Đâu được không? Cậy được. Không đâu đâu luôn Không hả? cậy được. Không đâu đâu luôn phải không? Ừ. Không cậy không đâu được. Nó Vậy đâm ở sao đâu? giờ? Vậy sao sao xuống giờ? Giờ con chó mình chắc chắn không giấu dưới rồi. Hôm bữa là mình Ơi thấy cái xác chết nhưng mà mình không đủ chứng cứ để báo cho cảnh sát. Giờ sao? Mình có cái đầu. ôi Giờ sao? gì đâu bây giờ mình sẽ phải đi ra ngoài thôi. Rồi. Ra Ông đang ngoài ở đúng không? trong phòng Chạy 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 phòng ra khách chạy ra nè. chạy ra Ok, đóng cửa lại. Hình như còn một cái nữa là mình chưa gì nhỉ, tìm thùng rác đúng không, Ui, cái gì đấy, một con cái cầu còn có bông bông. Ok, cầm lên đi, cầm lên. Rồi, bây đấy, đưa giờ đưa con cầu bông cho tôi, đưa mà con để cầu làm bông cho gì? Bây giờ ta lớn rồi chứ có bông gì? Ông tôi. điên à? Ôi nhìn đẹp nhỉ. Mà để làm Ok gì? à, nhưng mà nhớ hồi trước ở dưới tầng hầm ông này có con cầu bông không? Hay là ông mắc bệnh giống trẻ con, nghĩa là Ông bên bị xỉu gì? bên Bị ngoài là xỉu. một ông già, bên trong là một đứa bé phải không? Chắc là ông thích nước bông. Có khi là vậy á. Chắc là để mình thì hối lộ thôi mà. Từ từ từ. Ông ra đây, ông ra đây. Cái chuyện nha, phải Ông đề ra. phòng nha, ta phải đề phòng. Hỏi chừng ông phát Ông dao ra đây. Ông nhìn thấy con gấu này không? thấy không? Thật hay không? Chắc không biết Ô, đâu. ông buồn kìa, ông buồn kìa, nhìn mặt ông buồn kìa. Thấy không? Sợ đó. Bây giờ ông có chấp nhận tôi đổi lại con gấu bông và lấy con chó không? Nếu ông có ông hãy nói đồng ý đi. Thì bọn tôi sẽ đổi lại con chó Đúng cho không? rồi, không làm vậy, hãy trả lại con chó đi. Đừng có nói là ông đang nấu thịt Ok. chó ở trong nhà bếp nha. Tao hình như là tao thích đang chó. nghe mùi rất là thơm, không biết phải mùi chó không nữa. Ta đồng ý. Ta đồng ý, ok, Coi chừng ta nha, đồng coi chừng ý. ví dụ nha Thành, coi chừng nha. Được được được, không phải. Bây giờ đừng cái đưa bây giờ, phải ông phải dẫn xuống dưới Dẫn xuống đó đi, ông mình. dẫn bọn Đúng tôi rồi. đi, kỳ càng này, ông bà ông dùng kỳ càng này đi. Đúng rồi. À, kỳ càng đây thì tôi mới trả con gấu Coi này. chừng ông dụ á. Được rồi, Ok. đấy, ông dẫn bọn tôi đi. Ấy ra kỳ đâu, vào Đâu đây, ra đây nằm vô đây, nè. nằm. Thôi giờ trước Ui, đi, giờ đứng ngay ông mà. xuống, ông móc lốc mình á, ông úp sọc mình á, Đứng đi ngay nha. mà. Coi chừng nha, ghê Đúng lắm. đúng như dự đoán đấy, ra Thôi kỳ ghê quá, từ từ ông xuống dẫn. đi. Có gì mà chết là tao chạy. Rồi. Chó Đưa lại ông đây bây giờ, con chó ở đâu? Từ từ, con chó ở đâu? Đang ở đâu, đâu? con chó đâu, ông chỉ Không con chó thấy. đâu, trả Hay cho là con ông chó. chung dưới đây rồi. À đây phải không? Đâu nhìn vô. Đây nè. Ui con chó này, Đây 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 nè. tôi sẽ trả cho bọn ông nhá. Ok, Đây, rồi, nhìn lời đây, hứa. ta Nhưng lại mà cho làm ông sao đây. đi mở ra, làm sao đi mở ra? À, đúng rồi, chúng ta phải có chìa khóa chứ. Đâu? Chìa khóa ông đâu? Ông xong. Có cách rồi, có cách rồi. Đó, đâu Đây ra này, hả? dụ. Đây. Ui chắc là đập ra. Đâu ra Sao được không không? đập được? Không được hả? Cứ cứng quá vậy. Không đập được à? Ông định làm gì bọn tôi? Thì rồi ông. Ôi, thôi 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 Ui. thôi 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 chết rồi. Ui. Thôi chạy 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 chạy. No.